xin thành thật cảm ơn ban tổ chức để cho tôi có cơ hội cùng đồng hương nói đó là về sức khỏe của chúng ta đang cư ngụ tại mặt đất này. Và mỗi người chúng ta phải cố gắng tìm hiểu hiện sự hiện hữu của chính chúng ta và vị trí của chính chúng ta ở đâu. Mang sắc thân đầy đủ nước lửa gió đất tứ giả học hành, có khối óc thông minh, có tư quan mắt mũi tai miệng để nhìn xem vạn vật đang tiến triển trước mặt chúng ta và nhận thức trong nội tâm của chúng ta đang chuyển hóa trong thanh tịnh. Mọi người chúng ta đều có một quyền năng riêng biệt là sự sáng suốt. Sáng suốt đó ẩn tàng ở bên trong là tha thứ và thương yêu. Chúng ta đã từng sống trong gia đình để chung đụng với xã hội, đã bị khai triển biết bao nhiêu sự kích động và phản động, gồm thâu trở nên một sự thù hận, ghen ghét lẫn nhau, quên mình và muốn hạ họ. Để chi? Để đem lại sự phiền muộn cho hai bên. Chuyện đó chúng ta đã làm. Ngày hôm nay chúng ta nhìn lại vị trí sẵn có của chính chúng ta, nên làm việc gì tốt hơn? Một sự sáng suốt tràn đầy liên hệ với các càn khôn vũ trụ đang điều khiển một thể xác nhỏ bé này. Nhưng mà kỳ thật thể xác này nó bao gồm tất cả mọi sự bên liên hệ, bên ngoài có, bên trong có. Các bạn có mắt mũi tai miệng, có kim mộc thủy hỏa thể thổ, có tim gan tỳ phế thận. Mỗi người đều mang nước đi đây đi đó. 70% nước trong cơ thể chuyển hóa luôn luôn do sự sáng suốt đang điều khiển thể xác. Mà đành quên luật trời, khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian là ta ôm một luật trời rõ ràng. Luật trời nó nằm ở đâu? Hiện tại đang làm gì với chúng ta? Chúng ta đang ngồi đây, nó đang làm gì? Luật trời nó làm gì? Tham sân si hỉ nộ ai ô dục. Nó đòi hỏi chúng ta, nó đặt những câu hỏi hàng ngày. Bạn có tham không? Bạn có mê không? Bạn có si không? Bạn có sân không? Bạn có lâm phai những cái trận đồ vô lý rồi trở lại an năng không? Đó là luật trời đó các bạn. Qua bà bạn đây là một luật trời đang đặt những câu hỏi, hỏi vị trí của bạn, các bạn ở đâu, đã làm gì? Đến đây học gì? Học bi trí dũng. Tại sao nói Phật mới có bi trí dũng, người phàm mới có bi trí dũng? Chúng ta nhìn thẳng vào trong gia đình, nhìn thẳng vào thân xác. Chúng ta biết yêu thân xác, biết si mê thân xác là chúng ta học chữ bi. Biết nuôi dưỡng nó hàng ngày, ăn ngủ nghĩa tam đại sự, phục vụ đầy đủ. Đó là học chữ bi. Mà khi chúng ta ăn, chúng ta cũng quên, không biết giá trị của món ăn. Tại sao cộng sao nó hy sinh cho tôi? Tại sao học lúa nó hy sinh cho tôi? Tại sao con thú nó hy sinh cho tôi được ăn, được ấm no? Nó hạnh gì? Mà hạnh Bồ Tát. Nó hy sinh cái xương thịt cho các bạn được ăn một tô phở ấm, tô phở ấm no cơ thể để các bạn hãnh diện đi đây đi đó. Mà để làm gì? Tôi được sự ấm no, tôi được sự bình an. Mà sau sự bình an tôi phải làm điều gì? Ai đã cho tôi sự bình an đó? Vạn linh đã đóng góp cho tôi có một cơ thể, tôi có cái manh áo mặc, tôi có cái ghế ngồi, tôi có căn nhà ở. Phải trí khôn của loài người đã ban cho tôi không? Tôi đang sống trong một cách ấm êm của tình thương thật sự. Tôi càng thanh tịnh càng nhìn lại cái tình thương rõ rệt bao vây xung quanh tôi, trong nội thức tôi, xây dựng cho cơ tạng tôi được ấm no. Qua cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, hỏi ai khỏi già không? Ai khỏi bệnh không? Ai khỏi chết không? Nhưng vẫn đòi hỏi sự ấm no đó. Ai là cung phụng sự ấm no? Thì chúng ta đang thiếu nợ rõ ràng. Chúng ta đã mượn biết bao nhiêu cái hạnh hy sinh của những vị Bồ Tát đó, mà tâm chúng
chúng ta không thực hiện được một chút Bồ Tát thương yêu và tha thứ. Ngay trong gia đình chúng ta còn cãi vã, còn chấp nhất. Ngay giữa từng người và từng người chúng ta còn chia rẽ, không biết thương yêu nhau, không biết sử dụng cái khí giới tình thương và đạo đức để sửa mình và đổ tha. Căn bản của con người, khi chúng ta chung đụng giá lâm xuống thế gian, chúng ta thấy rằng lúc sơ sanh tất cả đều là vô tư. Lúc chúng ta làm đứa bé vô tư, cái hồn rất ủ ẩm, cũng thấy hương thơm rõ ràng. Quý chúng ta vốn là không vô tư, mà ngày hôm nay chúng ta lại bóp méo sự thật, kẻ thương người ghét, sống trong sự mê chấp. Con đường đi càng ngày càng ngắn và không có tiến xa được. Lúc chúng ta giáng lâm xuống thế gian, bao nhiêu người thương yêu chúng ta, và tâm tư chúng ta là vô tư, bao nhiêu người đã mến chúng ta, thì các bạn nhìn cái bóng đèn hiểu rồi. Cái chấn động lực lúc đó, cái chấn động lực thanh nhẹ của ta đang nằm trong một cái chân ngôi đó, là lúc đó là lúc thanh nhẹ vô cùng. Mà các bạn nhìn lên mặt trời thấy rõ, chấn động của mặt trời nó triệu triệu lần nhanh hơn cái bóng đèn này, mới chiếu cho tất cả càn khôn vũ trụ được. Cái bóng đèn hiện tại đây cũng động, kích động và phản động chạm nhau, cực động cực nhanh, nó mới phóng ra ánh sáng. Thì mỗi người được hưởng ánh sáng đó. Rồi bây giờ chúng ta, khi chúng ta giáng lâm, chúng ta đã đem cái ánh sáng từ bi xuống thế gian, mà ngày hôm nay chúng ta mất hẳn cái ánh sáng từ bi. Rồi đâm ra chúng ta hướng về một vị Phật, ô tôi theo ông Phật từ bi hay hơn, tôi theo ông trời từ bi, tôi lập phê lập đà. Tôi quên sự từ bi nó ẩn tàng trong tâm thức của tôi. Nếu tôi chỉ khai thác lấy tôi và tôi đứng trong luật trời vị trí của tôi hiện tại xuống thế gian học bi trí, thật sự tôi có chịu đi, tôi có thương yêu, tôi biết bảo vệ thể xác này là tôi đang trên đường học chữ bi. Mà khi tôi biết bảo vệ chữ bi thì tôi phải có trí sử dụng những cái gì khả năng sẵn có của tôi, và tôi dũng hành là tôi phục vụ tất cả như tất cả đã phục vụ tôi. Cái áo của các bạn đang mặc, trí khôn của loài người đã phục vụ chúng ta, đang mang ơn rất nhiều, chưa bao giờ chịu trả, chưa bao giờ thật tâm thật tình để phục vụ như chúng sanh đã phục vụ chúng ta. Cho nên ngày hôm nay tôi đến đây với là một con người tại thế, và tôi đã bỏ công tu hành tìm hiểu ra cái nguyên năng sẵn có của chính tôi và cái cấu trúc siêu nhiên mà tôi đã thành đạt ngày hôm nay có sự hiện diện đối với các bạn, thì các bạn không khác gì tôi. Các bạn có cặp mắt, có lỗ tai, có lỗ mũi, có lông, có cái miệng, thì tôi cũng bao nhiêu công chuyện đó. Chúng ta đồng nhất thể, đồng sự đau đớn, đồng sự thương yêu, một tinh thần xây dựng cho nhau. Vì sao chúng ta không làm được? Vì chúng ta hướng ngoại, lo vì ngoại cảnh, vì tiền, vì tình bên ngoài, và sự thật bên trong không chịu sử dụng, không trở lại với sự ấm êm sẵn có của chúng ta và vươn lên để làm cho càng ngày càng sáng suốt hơn, càng thanh tịnh hơn, càng cởi mở hơn, mới thấy giá trị giữa con người và con người là bất tình thương và đạo đức là bất diệt được khi giới sắc bén nhất càng qua đi cầu. Nếu chúng ta không có cái tình thương và đạo đức của Thượng Đế, của Trời Phật, thì làm sao chúng ta có nguyên khí ngồi đây hít thở và để nghe đạo? Thì tất cả mọi người đang sống trong nguyên khí sẵn có, hít vô thở ra đồng một nhịp. Các bạn thấy rõ sự công chúng đó, con thiên nhiên như vật. Thiên nhiên như vật cho đâu? Cho con người tiến hóa lên, đau khổ nó bước qua biên giới của Phật pháp và tu luyện giải thoát bỏ xác này và tiên liên về với phần hồn, và không bao giờ bị ở lại nữa. Thì ngày hôm nay chúng ta từ con người có khả năng tiến tới tiên Phật và qua cơ trời đất trong sự sống của lễ sống. Mà các bạn xuống thế gian đây đang học cái gì? Học lục trời đó ra, làm vợ làm chồng, sanh con đẻ cháu, thay mẹ thay cha, để thực hiện cái tình thương của mẹ đất, tình thương của cha trời để đối với gia đình.
ta đem cái đạo vào đời, sung sướng vô cùng, xã hội tốt đẹp, mọi người biết thương yêu, quý mến lẫn nhau. Trong nháy mắt là chúng ta làm được những điều. Và trong kích động phá hoại thì làm sao mà chúng ta tiến được? Tại sao chúng ta phải phá hoại? Vì tôi tâm không biết mình. Mà mỗi người biết mình rồi, trong thanh tịnh hiểu rõ mình rồi, sung sướng vô cùng. Thấy huynh đệ tỷ muội chúng ta là một nhà, sống chung trong một quả địa cầu, không có khác nhau chỗ nào hết. Nhà nào cũng dùng nguyên khí mà để sống, cũng hít vô và thở ra để sống. Cho nên chúng ta không gây cái cảnh tàn tật trong nội tâm nữa, và không chia rẽ, không bận áo rách trong nội tâm nữa. Nội tâm của chúng ta hướng thượng, trọn lành về chân lý, thì chúng ta không bao giờ trình diễn với Thượng Đế bằng một áo rách nữa. Không có chia năm xẻ bảy trong tâm, nhưng mà tâm chúng ta luôn luôn thấy có chữ hòa để tiến. Vì mọi người đã và đang hòa với chúng ta có mới có mảnh áo, mới có cái quần tốt, mới có đôi giày tốt, mới có cái ghế ngồi, mới có phương tiện di chuyển tại trên. Chiếc xe hơi các bạn ngồi đó là không khác gì cái tòa sen và trí khôn của loài người đã vươn lên và cấu trúc thành một chiếc xe hơi, và để cho các bạn được an ngữ đi theo ý muốn của các bạn. Vậy cái tâm hồn của bạn, các bạn ở đâu? Quê hương các bạn ở đâu? Quê hương của các bạn là nguồn cội bất diệt trong thanh tịnh. Cho nên cái tâm của các bạn và cái luật của các bạn đang ôm này phải sắp lại trật tự. Khi mà trật tự rồi, các bạn nháy con mắt các bạn về trời. Đâu có phải đi xin ai cho bạn, các bạn về trời đâu. Nhẹ là làm trời, nặng làm đất. Mà tâm hồn các bạn nặng cứ hằng học vào trong sự tranh chấp mãi mãi, rồi làm sao các bạn tiến? Cho nên phải có một cái phương pháp tu thiền. Cái phương pháp tu thiền của chúng tôi là người đã thực hành. Chúng tôi thấy rõ rằng cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định đã lập lại trật tự. Mà lấy cái gì chứng minh? Làm một việc gì phải có sự chứng minh. Vì khối óc của chúng ta lộn xộn, động loạn, nghi ngại, nghi việc này, nghi việc kia, nghi việc nọ, mà chính mình không có trật tự. Thì mượn cái pháp soi hồn việc như thế này thì tự nhiên nó sẽ quy trở lại, cái chấn động lực. Bởi vì chúng ta ra đời thì cái mỏ ác chúng ta mềm. Lúc đó là thân nhẹ ra vô vẻ dễ dãi rồi. Mà bây giờ tới lớn đi rồi, cái mỏ ác nó càng ngày càng cứng và chỉ hướng ngoại. Sợ thua, sợ mất, sợ lỗ. Vì đó mà nó lôi cuốn, nó càng ngày càng trói buộc. Chúng ta không phát hiện được, mất tự do. Rồi chúng ta soi hồn để cho nó mở cho nó lại, ta nhắm con mắt, ta thấy ánh sáng. Ta ánh sáng thật. Mở mắt thấy ánh sáng, ta tạm mở. Khi chúng ta biết khai triển cái được chỗ đó là chúng ta làm ổn định cái thần kinh của khối óc, thì cũng như cái lúc sơ sinh nhẹ, nhàn hạ, ngồi đâu chúng ta cũng thấy nhàn hạ, thấy liên hệ với được cái cảnh hư không nhẹ nhàng. Rồi chúng ta làm pháp luân thường chuyển là hít cái nguyên khí vô, thanh khí vô mới giải được cái trược khí trong nội tâm nội tạng. Mỗi ngày chúng ta thu hút vô thịt thú, rau cỏ, trước khi nó bị giết nó cũng là động loạn. Một cọng rau cắt nó cũng động loạn, thụ trảm bá đau. Mà một cái thịt trước khi giết nó cũng bị động loạn. Thì chúng ta đem cái máu đó vào tâm thì càng ngày càng động loạn. Lấy cái gì thành lập? Chỉ lấy nguyên khí của các càng không vũ trụ mới thành lập rồi. Cho nên cái pháp luân thường chuyển của chúng tôi đã đặt hành ra đang là làm cho con người thanh lập, và con người nó càng ngày càng trẻ. Vì mỗi ngày một việc phải thanh lập, đâu đó nó trở về trật tự. Khi mà nó đạt tới trật tự rồi, con người nó thanh nhẹ. Các bạn làm ăn cũng vậy. Mở căn tiệm mà có trật tự, đâu đó khách hàng người ta vô không có buồn mình, thì công việc nó sẽ chạy. Đâu đó phải có trật tự. Thì cái cơ bản của chúng ta có trật tự thì lời nói của chúng ta không có mang khẩu nghiệp và không có nói bậy. Sự thật là sự thật, không sợ mất mát. Vì nguyên căn bổn tính của chúng ta là thật trong chân lý, không ngoài chân lý. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái đường hướng đi là phải trong thất hạ và minh triết mới thấy rõ được cái chân tâm của chính mình. Nhiều người ở thế gian nó hỏi tôi có tâm, tâm ở đâu? Hỏi thét không biết đường trả lời, tâm ở đâu? Khi ngộ chuyện mới thấy tâm.
Khi thấy một người đang trôi giữa dòng sông, mình nhảy xuống mình cứu họ, lúc đó mới thấy cái tâm của mình. Tâm mình là hồn nhiên, tự nhiên. Đó, trên ngày hôm nay cái pháp tu của chúng tôi là làm pháp luân thường chuyển để trở về với hồn nhiên và tự nhiên. Cái căn bản của con người phải học cái trật tự của chính mình. Nhiên hộ chúng ta bước vào tôn giáo nào, chúng ta không có mang cái khẩu nghiệp đối với vị kính yêu của chúng ta. Con người không có trật tự, không biết cấu trúc của siêu nhiên, không biết bề trên ở đâu, rồi đắp nó lạm dụng, tự hại lấy mình, theo hoài mà không đắp. Bây giờ chúng ta lập ra trật tự rồi, chúng ta thấy tưởng là đến cái hình hài của con người là một cái tiểu thiên địa tương đồng với cái vũ trụ, mà sự liên hệ không ngừng nghỉ, hít vô và thở ra, chúng ta với càn khôn vũ trụ không có thể cắt đứt được. Và chúng ta với chúng sanh không có thể cắt đứt được. Tình huynh đệ của chúng ta không có bị tiêu diệt được. Tại sao tình huynh đệ chúng ta không bị tiêu diệt? Thấy bây giờ chúng ta thấy một người ngã xuống chết, hỏi mọi người nôn ao đi cứu người đó. Mình dù không biết người đó tên gì mà không biết xứ nào, nhưng mà chúng ta chỉ có phận sự đi cứu được cái tâm của chúng ta là một. Thấy chưa? Cho nên cái tình huynh đệ trong quả địa cầu, phải nhớ trong quả địa cầu kín mít, không có sự chia cắt. Cho nên chúng ta hiểu sớm, chúng ta thức sớm, chúng ta sửa sớm, chúng ta trở về với căn bản của chính chúng ta, thì đi đến đâu đem lại sự bằng an cho mọi. Đó là cái vốn của các bạn, đó là tiền của các bạn, đó là vị trí của các bạn. Và các bạn không bao giờ bị lừa gạt, vì các bạn chỉ ôm tình thương đi các nơi, sửa mình và hướng độ người khác. Cái căn bản ít nhất của loài người là phải đi vào đó. Nếu chúng ta là con người mà không có cái căn bản tình thương, khổ lắm. Chỉ ôm sự thù hận mà không bao giờ tiến nổi, làm cho mình cuồng trí loạn ấp. Còn sự thật của chúng ta là không phải vậy. Trở về sự thanh thản, cải lão hoàn tập, trẻ trung, chấp nhận, kiên nhẫn, cởi mở, vui hòa với mọi giới. Vì chúng ta nằm trong cái luật rõ ràng, mỗi người đều có một cái luật rõ ràng, không có ai có thể xâm phạm ai. Khi chúng ta hiểu được hồn bất diệt thì chúng ta đã có làm những điều sai quấy mà đấy chỉ đổ. Từ đầu kiếp này tôi ăn cướp của người ta, rồi kiếp sau tôi trốn chỗ khác rồi người ta không tới bắt tôi được. Tôi ăn hồn tôi bất diệt thì một ngày nào đó nó sẽ tu. Tôi hiểu được hồn tôi bất diệt thì không bao giờ tôi làm vậy. Và tôi đi đường lớn, đường nằm trong luật trời đó, thực hiện cái kỳ được sự sáng suốt đã có để từ tiến tới, và tôi hưởng cái hạnh phúc nhân sinh trong tâm của người chứ không ở ngoài. Không đi đâu ở bên, đi ra ngoài mà tìm hạnh phúc, chỉ trong chân tâm mình có hạnh phúc mà không biết tìm hạnh phúc. Cho nên những người tu mong tiền này ban ngày đi làm tốt, tối về làm sơ hồ bắt luôn, cảm thấy cái tâm nó nhạt, để giải quyết được một số vấn đề lận đận lao đao chính nó đã tạo ra, và bây giờ dẹp mất đi, ta thấy nhạt, ta thấy sung sướng. Đó là và tất cả những người ở trong xã hội đều có những cái đường lối như vậy, cứ được phân thân. Bây giờ mình ra xã hội thế nào cũng rất được, tranh cãi trên tivi này kia cái nào mình rước được, người về nhà mình giải lập lại trật tự không còn. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi hành là phương pháp của mọi người, của tất cả nhân loại, tất cả tôn giáo đều có thể thực hành. Vì thực hành để làm gì? Lập lại trật tự của chính mình và sức khỏe cho mình. Đó là nhu cầu cần thiết của chúng sinh, chứ không phải cái nhóm này là cái tôn giáo không. Nhóm này là con người chịu trở về với căn bản của con người và đạt được sức khỏe, tâm nó an lạc, nó trị dứt cái tâm bệnh của nó. Vì sự nghi ngờ bất chánh, sự điên loạn của nó, vì nó quá tham lam,
và nó dứt khoát và nó thấy đầy đủ, lúc nào nó cũng có thừa ban cho người khác, thì lúc đó nó mới tìm ra cả những cuộc sống nó. Thành ra những người tu của cái pháp này 6 tháng đầu từ thực hành cho đứng đắn như vậy thì thấy mặt mày tươi, rồi 3 năm sau thấy rõ cái tánh của mình tâm tối, mình nhìn nhận lại cái chính tôi sai chứ không có ai sai, tội tôi làm tôi chịu, thì tôi mở tâm ra. Sau 3 năm rồi mở tâm rồi thì thấy mọi người đều vui với mình. Lúc đó chúng ta tiến trong đà tiến thanh tịnh và không có bôn ba, sống trong trật tự dễ dàng, học hỏi các nơi và hòa với các vị cá nhân, thì cái tâm chúng ta mới khai triển. Cho nên anh em bạn đạo vô vi ở Đà Lạt rồi đây họ sẽ có cơ hội ngồi với nhau hàng tuần để trao đổi, để học hỏi trong cái sự thương yêu cởi mở. Nếu chúng ta không có trao đổi với nhau làm sao biết được. Nhưng tôi đi hành được cái pháp này mà tôi không ra, tôi trao đổi với bà con không hiểu cái khả năng của chính mình. Tại sao tôi phải hành cái pháp này? Tôi khổ. Tôi thấy tôi làm con người nhưng không đàng hoàng. Tôi thấy tôi làm con người bận rộn cách vô lý. Mà tôi thấy điên cuồng và tới hồn chết tôi không biết tôi sẽ về đâu. Và tôi không biết tôi từ đâu đến này. Nhưng tôi mượn được cái pháp này, ngày hôm nay tôi thanh tịnh, tôi thấy. Tôi thấy đến đây tôi học. Tại sao ở thế gian có thể làm được? Thì gặp con người ở thế gian mà biết tu rồi có thể làm được. Mỗi người vui hòa với nhau và trong thanh tịnh mới quyết định bây giờ thanh tịnh, thì quyết định ngày tương lai, ngày chết của chúng ta không còn lưu luyến tại trần tất cả cái gì. Người ta lập sẵn đường nhẹ rồi, nhẹ đi lên trời, nặng đi xuống địa ngục rất rõ ràng. Và chính mình kiểm soát từ ly, từ tí, từ hằng đêm, hằng giờ, hằng phút. Chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta mới thấy kinh kệ của những người đi trước để lại. Trong chùa cũng vậy, trong nhà thờ cũng vậy. Bất cứ tôn giáo nào, kinh kệ đều rất hữu lý và có cứu cánh hơn. Vì mình đọc không hiểu thôi, mình tịnh mình mới thấy. Rất đúng. Vì không có trật tự đọc kinh nó mới hiểu. Con người có trật tự rồi, đọc kinh mới hiểu. Xem kinh mới minh được đi. Mà từ đó mình chọn con đường cho phần hồn tiến. Mình thấy tất cả tôn giáo ở thế gian đều là tốt, không có tôn giáo nào xấu. Cho nên phải tránh cái sự kiểu kích bác giữa tôn giáo. Mình chỉ lo lập lại trật tự cho chính mình, nhiên hậu mới hưởng cái phần hạnh phúc mà của những người đi trước đã dành lại cho chúng ta. Cái hạnh phúc đó triền miên và vô cùng sung sướng, không phải tiền bạc là sung sướng. Ngày hôm nay quý vị lớn tuổi rồi, có tiền, tiền có giúp các bạn không? Quý vị khỏi giảm được cái nghiệp tâm không? Sự đau khổ buồn lo giảm được không? Đồng tiền nó giảm được không? Nó chỉ tạo thêm sự buồn lo cho quý vị mà thôi. Một khi mà các bạn, quý vị tu rồi, quý vị thấy rằng tôi đã giảm được nghiệp tâm. Tôi thấy rằng tôi từ không đến rồi. Và tôi phải trở về với không. Bởi vì tôi nhìn với tất cả mọi người là tôi. Nhìn căn nhà cũng là tôi, chứ không có loài người đóng góp. Nhìn đến càn khôn vũ trụ cũng là tôi, tâm của quý vị định. Quý vị còn xa cách, ô cái ông đó lớn, cái nhà đó to. Không phải, nó cũng một thứ thôi. Chứ không có loài người. Cái áo quý vị đang mặc đây cũng chứ không có loài người đóng. Thì khi mà quý vị ý thức được cái đó là quý vị sống trong thanh tịnh, định tức khắc, không có gì động hết. Thì hạnh hy sinh nó sẽ tàn ngập. Lúc đó mình vấn thân vô sửa mình và để phục vụ người khác. Càng ngày càng thiền càng thấy nhẹ, càng ngày càng thiền càng mở trí, mới bằng lòng phục vụ người khác. Vì đường tôi đi có thành đạt, có kết quả, mà không phải trong mê tín. Không phải trong cầu xin ma quỷ tới hộ độ, không. Tôi là phần sáng suốt, tôi phải giải tỏa cái phần ô trực của tôi và lưu lại phần sáng suốt và để phục vụ tận tâm tận tình để mọi người sống trong sự cộng hưởng hạnh phúc hiện tại. Cũng quả đi đâu. Sự văn minh nó tiến bộ vô cùng mà tâm linh cùng trì trệ, không chịu tiến bộ, không chịu hòa với nhau. Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây quay phim hết rồi, thâu hình vô hết.
ba bốn chục năm gì chứ đâu có nghĩ được chuyện đó. Ngày nay chúng ta có, rồi sau này chúng ta sẽ có nữa. Hỏi chứ tu xuất hồn lên hồn ở đâu mà nó xuất? Hỏi chứ quý vị có kiến thức không? Có chứ. Quý vị làm ơn ôm kiến thức định để lên bàn này thôi. Cái kiến thức đó nó vô hình, nhưng mà có, trong không mà có. Hồi nãy giờ chúng ta hiểu trong cái gì? Trong cái không mà hiểu. Chứ không phải cái xác này hiểu đâu. Cái xác này là phương tiện thôi. Còn cái tâm thức của ta là chánh. Truyền cảm với nhau, hiểu biết với nhau trong tinh thần xây dựng, cởi mở và tự ăn năn và tự làm lấy cho chính mình. Sự quyết tâm đó là mình xây dựng cho mình mới có thể. Chính ta vũ trụ. Và cái vũ trụ này không có trật tự á, thì cái thiên cơ hư hết. Chứ có ai làm, do có người làm. Mà con người đứng sống trong trong vòng trật tự á, thì đâu có cái thiên cơ động loạn đâu. Chỉ có sự hòa hợp tiến hóa như thiên đường. Nhìn nhau hiểu nhau, nhìn nhau thương yêu nhau, nhìn nhau trong cái tâm xây dựng cởi mở cho nhau. Có phải đồng tiền mạnh không? Không, đồng tiền không mạnh. Cái tâm thức của người mạnh không? Cái tâm của người chế ra bom nguyên tử chứ không phải bom nguyên tử chế ra cái tâm của người. Mà tâm của người thích tâm rồi, ai mà đi chế cái đồ sắc nhé. Chúng ta thấy rõ cái hồn bất diệt, ta chế bom nguyên tử giết ai? Hiểu cái này, sanh tử cũng như nhau, thì không bao giờ còn khổ nữa. Các bạn bây giờ ăn sống sẽ chết nè. Mình chắc chắn gì các bạn tránh tránh được, tránh khỏi cái chết không? Hỏi những vị bồ lão tránh được khỏi cái chết không? Biết chứ mình sẽ chết đây rồi. Nhưng mà chưa ý thức được sống chết như nhau thì còn buồn lo. Mà biết sống cũng đang học, đang sửa trật tự để tiến hóa. Chết ta cũng tiến hóa. Thì mình chết sống như nhau. Chết là một cuộc thay đổi. Hằng ngày chúng ta rước sự chết vào tâm thần mà không hay. Còn thú, các bạn ăn nó phải chết không? Cộng rau các bạn ăn nó phải chết không? Nhưng mà nó hồi sinh. Hồi sinh với các bạn. Tận sống với chúng ta. Rồi một ngày nào chúng ta chết, ta cũng phải có chỗ hồi sinh. Tùy theo trình độ thanh tịnh hay là động loạn. Động loạn thì ra đi cũng say sưa, cũng hát bạch, cũng phong minh, tiền quý sứ nó nước. Cũng ở trong cảnh sống, cảnh sống cảnh cả, bị cảnh cáo, cảnh sống của địa ngục. Còn của người thanh thản, công chức, làm đâu đàng hoàng, thì người đó phải đi tới chỗ thanh nhục. Đó là trật tự của càn khôn, đó là luật trời, không ai tránh khỏi được. Mà bây giờ mình biết xây dựng ngay bây giờ thì tương lai mình sẽ hưởng. Mà không biết xây dựng ngay bây giờ thì tương lai mình đâu có hưởng được. À, bây giờ các bạn đi làm qua đây tay không chứ có gì. Mà các bạn đi làm chịu khổ. Rồi ngày hôm nay các bạn có xe hơi, có nhà. Rồi bây giờ các bạn cầm tới cái tu nữa, thì tương lai các bạn đi đâu? Khi phần hồn rời khỏi thế xác thì đổ bộ về chỗ thánh rồi. Nếu các bạn là người tu. Còn nếu các bạn là người tranh chấp thì tự nhiên là phải có sự trả thù của người ta rồi. Thì đi vô trong cái chỗ động loạn. Cho nên chúng ta có cái trí khôn, vận dụng trí khôn của chính chúng ta mà sắp đặt cái con đường cho kỳ tới. Cái phước ngày hôm nay chúng ta đang còn, chúng ta mới được ngồi đây. Biết bao nhiêu người vượt biên đã chết rồi, không còn phước đó. Mà ngày hôm nay chúng ta có cái phước duyên thấy là làm sao để lập lại trật tự cho chính mình. Cũng là con người đã khám phá ra và chỉ cho con người biết. Mà nếu chúng ta bằng lòng về, chúng ta là họ. Chỉ sửa một chút xíu thôi, căn bản là chung huynh đệ tỉ mũi có một nhà, không có sự xa cách. Dân dân nào cũng là một cái thức mà để tiến hóa. Cho nên ông trời ông sản xuất ra có một khuôn thế hệ, ai cũng là ngũ tạng tư chi. Có bao nhiêu công chuyện đó mà thanh như trời thôi. Thanh thì nó hiểu, nó chịu, nó nói chuyện hòa. Mà trời là nó nói chuyện ăn thua, rốt cuộc rồi nó cũng phải đào hàng. Cho nên ông Tô Ngộ Không có 72 phép màu đánh cả càn khôn vũ trụ, rốt cuộc cũng phải đầu hàng. Đầu hàng với Đức Phật Như Lai là đại thanh tịnh thắng tất cả. Hỏi chứ các bạn có thanh tịnh ở bên trong không?
Nếu các bạn chịu tha thứ và thương yêu tự nhiên các bạn thấy thanh tịnh. Tôi không có thù oán, tôi không có ghét ai. Tôi hướng về cái đời đời bất diệt thanh tịnh. Đó là cái vốn, cái căn bản của nhân sinh mà hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Tại sao tôi không lấy khôn ngoan và sử dụng cái đó? Tôi đâm ra chạy theo cái con đường đông loạn để làm gì? Để giết tôi mà thôi. Tôi giận họ, tôi ghét họ là ghét tôi. Tôi giận họ là tôi giận tôi. Các bạn thấy càng giận một người bạn, tối đó các bạn ngủ được. Mất ngủ là giết bạn rồi. Tế bào nó hư hết rồi. Khối óc nó hư hết. Mà chúng ta cởi mở, thương yêu, tìm hiểu, xây dựng thì cái tế bào nó sống lại. Con người nó trẻ là nhờ ở chỗ đó. Năm nay cũng tôi tới 66 tuổi. Tôi không nhờ pháp này, ngày nay tôi không có thể ngồi để nói chuyện với các bạn. Đi đây đi đó. Vì sao? Tại sao tôi hy sinh như vậy? Tôi thấy con người có khả năng cải biến cho con người được hưởng cái hạnh phúc tại thế này. Chính tôi đã được hưởng và đang hưởng. Tôi muốn nói cho mọi người sẽ hưởng và được hưởng như tôi. Cái đó là sự tận tâm thực hành tìm kiếm là cái khoa học quyền bí trong nội tâm của mọi người. Tại sao nói khoa học quyền bí? Cái phương pháp này thực hành là khoa học. Sơ hồn pháp luân thiền định hít thở lấy nguyên khí của trời đất cải tiến tâm linh của mình. Có phải khoa học? Tâm linh tôi hồi trước buồn giận, ghét hờn giận vì tôi thay đổi. Tôi không ghét không hờn hờn giận mà tôi nắm được cái căn bản tha thứ và thương yêu. Cho nên nhiều người là để làm sao tha thứ được. Thằng nó đang cướp của tôi mà tha thứ tại vì mình chưa hiểu của ông trời. Ngày hôm nay chúng ta ra đây may mắn được đến đây là ông trời giúp chúng ta mới đến đây, không chìm giữa biển được. Và quên đi rồi đâm nó sang lại vì có ba cái đồng tiền nhỏ bé đó mà thù ghét giết hại lẫn nhau. Rốt cuộc rồi mình giết họ, họ không biết đâu mà họ chết là mình còn sống, mình là đâu. Người đi trước được hạnh phúc tiến qua mà mình bơ vơ tại thế vẫn còn đau đớn. Cho nên hiểu được cái chân lý này cái gì cũng giải quyết được. Phản nhất chúng ta là người Việt Nam đã chịu khổ nhất, xa quê hương, xa xứ sở để làm gì đây? Để sửa mình tiến qua, mong tương lai có cơ hội để đáp ứng tất cả mọi người khi chúng ta về xuống. Thì phải lập lại trật tự, nếu không lập lại trật tự không bao giờ được. Không sửa thì không bao giờ được. Cho nên cái phương thức công phu của chúng tôi nó rất đơn giản và sẽ đem lại cho các bạn vui thú thực hành và cởi mở. Thì tiện đây có gì thắc mắc xin hỏi, tôi sẽ trả lời.